Mãng cầu xiêm còn gọi là mãng cầu gai, na xiêm, na gai tùy theo vùng trồng. Cây thân gỗ có chiều cao dao động từ 6 đến 8 mét, quả to, bên ngoài có nhiều gai mềm, thịt quả bên trong màu trắng và có nhiều hạt màu nâu đen. Mỗi bộ phận của cây như vỏ thân, quả, hoa, lá, rễ hay hạt đều có những công dụng tốt đối với sức khỏe. Trong đó, quả mãng cầu xiêm là loại trái cây được nhiều người ưa thích và sử dụng phổ biến. Quả mãng cầu xiêm chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, vitamin A, kali và chất xơ. Vì thế, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích tuyệt vời của quả mãng cầu xiêm đối với sức khỏe. Lợi ích thứ nhất là tăng cường hệ thống miễn dịch. Trong 100g mãng cầu đã có đến 20mg vitamin C, gấp đôi so với chuối, lê, táo, nho và dứa. Do đó, đây là loại trái cây rất hữu ích trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Ăn mãng cầu sẽ làm giảm khả năng nhiễm trùng, đồng thời hỗ trợ tiêu diệt các virus, vi khuẩn gây hại, giúp cơ thể phòng ngừa các bệnh tốt hơn. Hai là cải thiện hệ tiêu hóa. Với hàm lượng chất xơ và các chất dinh dưỡng cao, mãng cầu còn giúp cơ thể bổ sung các vi khuẩn có lợi cho sức khỏe. Đồng thời, nó giúp đẩy nhanh sự chuyển động ruột, thúc đẩy việc loại bỏ chất thải và tăng cường sự tiêu hóa chất béo và đạm nhanh chóng. Nếu bạn thường bị đầy hơi, khó tiêu thì hãy thêm loại trái cây này vào thực đơn hàng ngày của bạn. Bạn sẽ thấy lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại. 3. Giúp xương răng chắc khỏe. Mãng cầu xiêm chứa rất nhiều phospho và canxi, do đó bổ sung nó vào chế độ ăn uống sẽ giúp bạn củng cố xương và răng chắc khỏe hơn. Đây là một trong những lý do mà mãng cầu được khuyên dùng nhiều cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. 4. Tốt cho tim mạch. Hàm lượng vitamin B6 dồi dào trong mãng cầu giúp ngăn ngừa sự tích tụ của hormone cystein trong máu, một loại amino acid có nhiều trong thịt. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu trong máu chứa lượng lớn các amino acid thì nguy cơ xảy ra đột quỵ và các bệnh mạch vành là rất cao. Ngoài ra, lượng magie có trong loại quả này cũng có thể giúp giải phóng các cơ của tim. Vì vậy, nó có công dụng là làm giảm nguy cơ các cơn đau tim và đột quỵ. Lợi ích thứ 5, chống oxy hóa và làm đẹp da. Với hàm lượng vitamin và khoáng chất phong phú, mãng cầu xiêm giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, đồng thời ngăn ngừa lão hóa, mang lại cho bạn một làn da mịn màng, tươi trẻ. 6. Tốt cho bệnh nhân cao huyết áp. Nhờ chứa nhiều kali và magie nên mãng cầu xiêm có tác dụng rất tốt trong việc kiểm soát nhịp tim và giảm huyết áp tâm thu, duy trì hoạt động bình thường của hệ tim mạch. Do đó, đối với những người mắc chứng cao huyết áp, mãng cầu xiêm chính là một sự lựa chọn tuyệt vời. 7. Giảm cân. Thành phần của mãng cầu xiêm có chứa chất xơ cùng vitamin C, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, đốt cháy chất béo. Hàm lượng chất xơ cao trong quả mãng cầu xiêm sẽ cho bạn cảm giác no lâu, hạn chế dung nạp thức ăn vào cơ thể. Chính vì thế, ăn mãng cầu xiêm chẳng những không mập mà lại còn giúp cho bạn giảm cân hiệu quả. Để giảm cân, bạn hãy xay nhuyễn quả mãng cầu xiêm làm sinh tố để uống. Lưu ý là nên dùng nguyên chất, không thêm đường hay sữa. 8. Tốt cho bệnh nhân bị trĩ. Mãng cầu xiêm dồi dào chất xơ giúp đại tràng, giảm tình trạng đi ngoài khó, táo bón, rất tốt đối với bệnh nhân bị trĩ. Ép quả mãng cầu xiêm chín lấy nước và uống đều đặn ngày 2 cốc giúp cho bạn đi ngoài dễ dàng, bớt đau và chảy máu khi đi đại tiện. Lợi ích thứ 9, hỗ trợ điều trị viêm khớp. Các hoạt chất trong trà mãng cầu có thể làm giảm triệu chứng sưng đau do viêm khớp gây ra. Do đó, bạn có thể uống trà mãng cầu hàng ngày, nhất là trong mùa lạnh để phòng ngừa và giảm các cơn đau nhức khớp. 10. Giảm đau bụng kinh. Do mãng cầu có tính nóng nên sẽ làm ấm tử cung, làm giảm các cơn đau bụng kinh hiệu quả. Để giảm đau bụng kinh, bạn lấy một quả mãng cầu xiêm xanh, cho vào 3,5 lít nước, đun sôi rồi cho thêm 200g đường đỏ, đun cho đến khi thịt quả mềm ra, chia ra ăn 2 lần trong ngày. Cách sử dụng mãng cầu xiêm cũng rất là đơn giản, bạn có thể ăn quả mãng cầu xiêm tươi, ép nước hoặc chế biến thành các món ăn khác nhau, ví dụ như là salad, nước ép sinh tố, và đặc biệt đó là món trà mãng cầu đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay. Mặc dù mãng cầu xiêm có rất nhiều lợi ích, nhưng bạn cũng cần phải lưu ý những điều sau khi sử dụng loại quả này. Đầu tiên là không nên sử dụng cho người đang dùng thuốc hạ huyết áp. Mãng cầu xiêm có tác dụng hạ huyết áp, vì vậy những người đang dùng thuốc này không nên uống trà lá mãng cầu. Thứ hai đó là không nên dùng cho người mắc bệnh gan hay là thận. Mãng cầu xiêm có thể gây nhiễm độc gan hoặc thận nếu như mà bạn dùng quá nhiều. 3. Là không nên dùng cho người có lượng tiểu cầu thấp. Mãng cầu xiêm làm giảm số lượng tiểu cầu, vì vậy nhóm đối tượng này cũng không nên sử dụng quả mãng cầu xiêm. Lưu ý thứ 4, không nên ăn nhiều mãng cầu xiêm trong một thời gian dài, chẳng hạn như nhiều năm hoặc nhiều tháng liên tục, vì có nguy cơ hình thành bệnh Parkinson. Tốt nhất là bạn nên ăn có chừng mực và cách quãng trong một khoảng thời gian.
Lưu ý cuối cùng đó là bạn chỉ nên ăn khoảng 50g mãng cầu xiêm trong một ngày. Trên đây là 10 công dụng tuyệt vời của mãng cầu xiêm đối với sức khỏe của chúng ta. Hy vọng là những thông tin này sẽ hữu ích với tất cả các bạn. Đừng quên like và share ngay để tiếp tục đón xem thêm nhiều thông tin hữu ích khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.